Này là đôi đôi này là đôi Diatone nhá, DS37B nhá. Đôi này Diatone DS37B. Đấy, đôi này thì cũng là bát 30 nhá, bát 30. Đấy. Con này thì đây, con này thì nó có công suất của nó là 6 ohm và 8 W, max 8 W có nhá. Đấy. Đôi này đây, đôi này nặng lắm. Đôi này ở bác nào lấy đôi này thì nặng lắm. Siêu nặng luôn đấy. Made in Japan, những cái dòng này nó chất rồi. Đôi này nó nặng lắm. Đôi này thì các bác cứ chờ em thử đã, thử xem tình trạng như thế nào đã. Đôi này thì em làm gân đẹp cho các bác rồi nhé. Đôi này, ui trời, đôi này chắc một thùng nó em sợ phải gần 30 cân, nặng lắm. Đôi này một thùng chắc gần 30 cân. Đấy, đủ hết căng rồi nhé. Đủ hết căng không nhé. Đây để em thử cho bác nghe chất âm của nó nhé. Nay em lên cho bác 5 đôi loa thôi, còn lên mặt hàng khác nữa. Đấy, các bác xem ưng được cái đôi nào thì có gọi trực tiếp giúp em. Đấy. Diatone DS 37B không nhá. Đôi này đôi 37B bắt 30 nhá. Đấy. Diatone 53D thì em không có rồi ạ. Em là đánh con âm đi Yamaha A5 đều mà. Đánh thì thử loa thôi chứ còn đây chờ một tí. Qua quảng cáo rồi đã. Đấy. Đấy. Ngon lành đấy. Bát 30 nhá. Diatone DS37B bát 30. Căng đây coi nhá. Căng đây à? Căng con này của nó thì về các bác phải phải dọn lại cái căng. Đây này. Căng con này thì về các bác phải dọn lại căng nhá. Đây này. Đấy. Tình trạng thì báo luôn cho bác là về nó phải dọn lại căng nhá. Căng của nó đã bị gãy mấy cái thanh này rồi. Đây này. Đấy. Về các bác phải dọn lại căng nhá. Làm nguyên chiếc tay. Về phải dọn lại căng. Con này thì cái buffer của con này nó hơi bị nhào nhào tí này. Đấy. Nó hơi bị nhào nhào một tí thôi nhá. Mỗi thế thôi, còn lại là bát 30 rồi. Con này thì thùng vách các thứ khá ok, khá đẹp rồi. Hàng nguyên chất bãi. Gân thì em ok cho các bác luôn rồi. DS37B, Diatone DS37B nhá. Hai ra được sống hết ngon lành. Con này thì ngang của nó là xem nào. 37,3 thôi nhá. Đấy. Con này cao của nó là 68,2 nên trong khoảng đấy thôi. Con này nếu mà cả căng của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 30 37 thôi nhá, cả căng nó tầm khoảng 37. Đấy. Con này nó cũng rất là to và khủng luôn này. Nặng này. Đấy, tình trạng thì về các bác phải dọn lại cái căng. Dọn lại cái căng nhá. Đôi này nặng lắm nhá. Cực nặng luôn, gần 30 cân một một cặp này, một 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 cái này. Đấy. Mã này là mã số bảy sáu bảy không nhá. Bảy sáu bảy ạ. Bao nhiêu? Đôi này đang bán là 4,5 triệu coi nhá. 4,5 triệu gì? 4,5 triệu cái đôi 37B này nhá. 4,5 triệu.
đấy tình trạng như thế. Đấy, bác nào ưng thì alo cho em. Gân thì em làm ngon lành, về bác làm mới căng cơ, sống hết. Đôi này nặng lắm, đôi này nó gần 30 cân một thùng cơ, nó phải tầm khoảng 25 trên 25 cân một thùng đấy, nặng lắm. Đây nặng lắm này, không biết về kiểu gì nó nặng. Đây này, cái gân loa bát này này, gân loa bát này thì về nó hỏng rồi thì làm lại cái gân thôi. Cái gân đấy nó như kiểu nó phải tầm khoảng 25 cân một thùng đấy, 25. Đây này, cái gân này về có nghĩa là cái gân này nó mục rồi thì làm lại mỗi cái gân này thôi này. Đấy, các bác hiểu chưa? Nói chung là nếu mà để lên nguyên cho các bác thì về các bác vẫn phải làm gân, nhưng bọn em đã phải đi làm gân cho các bác rồi, tháo ra đi làm cái gân này này, này. Làm cái gân này cho các bác còn này. Diatone 37B nhá. Đây, hai con luôn như 6 ohm trên 80W. Nó cũng ok rồi. Đây hai thùng nó nhập như nhau thôi. Cái gân này làm cho các bác, về các bác cứ phải làm, về các bác làm nên còn mất thêm tiền. Đấy. Đấy nhá, 37 67 nhá, 4 triệu rưỡi nhá. Đây là nhiều bác hỏi cây này. Thì hôm nay em lên cho bác một cái đôi cây này, đôi cây của Onkyo này, đôi cây này em có hai đôi liền này. Bác nào mà ưng được thì alo cho em này. Em có hai đôi